thoảng trên báo chí lại xuất hiện những dòng tin về học sinh đột nhiên bị mất tích bí ẩn. Những giả thuyết về việc bị bắt cóc, tai nạn được đặt ra. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, các em lại trở về. Không có bị bắt cóc hay tai nạn gì cả. Thực tế là một số em tự bỏ nhà đi bụi. Có 1.001 lý do để đi bụi. Bị cha mẹ la mắng, giận dỗi vì cho rằng không được yêu thương. Đi theo người yêu, yêu đương bị ngăn cản, xin tiền ba mẹ không cho, hay đơn giản là chỉ muốn trải nghiệm vì thấy cuộc sống hiện tại quá nhàm chán. Thế nhưng, các em không ngờ rằng đường phố luôn đầy cạm bẫy và nguy hiểm. Nguy cơ bị bắt cóc, bị xâm hại, bị đánh đập, thậm chí là bị bán hoàn toàn có thể xảy ra cho các em trên đường phố. Và phải thực sự may mắn, một số em đi bụi mới được trở về nhà an toàn. Dạ thưa quý vị, tại sao học trò bao nhà đi bụi trong khi còn nhỏ quá, tiền bạc đâu mà đi bụi, rồi đi bụi là đi đâu, có những cái hiểm nguy rình rập như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau về vấn đề này, và Đại Nghĩa đã mời được một nhân vật rất là đặc biệt, cái người đã từng tận tay dắt những học trò, những em đi bụi về trả lại cho gia đình, gửi lại cho ba mẹ. Đó chính là hiệp sĩ đường phố Thanh Hải trong nhóm hiệp sĩ đường phố ở Bình Dương. Xin chào anh Hải. Chào Đại Nghĩa. Dạ. Anh mới từ Bình Dương lên không anh? Dạ đúng rồi. Dạ có nghĩa là mình thường xuyên mình chạy ngoài đường hả anh? Dạ thường xuyên chạy ngoài đường. Dạ. Trong đủ ngoài đường ngày nào cũng chạy. Chạy nhiều người họ coi tưởng mình là điên khùng về để ngoài đường. Dạ. Nhưng mà mình giúp một phần nhỏ gì sao cho xã hội giúp. Nhưng mà ngoài ra thì anh Hải không phải chỉ là cái việc là đi ngoài đường dòm coi có tội phạm cướp giật gì không để mà ra tay giúp đỡ người lương thiện, mà còn là giúp đỡ cả những cái em mà bỏ nhà đi bụi, giống như trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa mới xem qua. Vậy thì anh có thể cho mọi người biết là từ trước đến giờ anh đã chứng kiến và anh đã giải quyết bao nhiêu trường hợp mà các em bỏ nhà đi bụi như vậy rồi? Từ trước đến giờ là mình đã giải cứu khoảng 102 em nè. Dạ. Đưa về nhà cho gia đình tuổi 13 tôi đưa lên. Dạ, tức là tuổi bắt đầu tuổi dậy thì tuổi mới lớn á. Đúng. Dạ. Rồi, là tuổi đó là bây giờ là nói chung ra là ba mẹ phải theo dõi, phải nói chuyện ngọt với mấy bé để khi tuổi này là giờ nó đang bùng bột, nó chưa có hiểu biết gì hết. Mình phải gặp nó, mình tâm sự với nó để cho nó hiểu biết chuyện ngoài đời xã hội sao, chứ mình phải quan tâm đến con cái, không nên la rầy nó để cho nó lo học hành, mình phải phiên nó kia. Dạ. Dù ngọt nó là nó mới nghe được không? Dạ, dù ngọt đưa cây kẹo hay đưa cây cà lem. Không phải, mình nói chuyện cho nó nghe phải quấy rồi chuyện về xã hội. Dạ. Và ở cái lứa tuổi đó là cái độ tuổi phát triển về mặt tâm sinh lý. Đúng rồi. Cho nên là cái suy nghĩ nó rất là phức tạp. Được. Nó có cảm giác giống như là cả thế giới này không ai hiểu mình. Đúng. Ba mẹ mình không ai hiểu mình. Đúng. Mà chỉ có những người bạn, những người chiến hữu của mình mới hiểu mình mà thôi. Dạ. Cho nên là vì vậy trong gia đình mà lỡ có cái chuyện gì xảy ra đó là các em nó rất là dễ bất mãn, bỏ nhà ra đi mà không nghĩ đến cái hậu quả khi mình bước chân ra khỏi nhà như vậy là sẽ gặp những cái điều gì. Cái lý do cơ bản thường là cái lý do gì mà các em nó bỏ nhà đi bụi vậy anh? Ba mẹ rầy thì bồng bột, rủ bạn bè đủ đi mà đi chơi, bỏ nhà đi chơi. Rồi cái khi lên mạng là nó xin việc làm, giờ là lừa đảo không? Ừ. Vừa rồi tôi bắt ba đối tượng là cũng đưa mấy đứa em vô mấy cái quán cà phê massage với mấy cái cao kê ôm này kia. Vậy là mấy em gái ha? Mấy đứa em gái. Dạ. Từ 13 tuổi đến 18 tuổi đưa vô quán cà phê đó là hiện giờ nói chung băng đảng này kia. Dạ. Băng đảng là nó không cho ra. Một hình thức là bắt hình thức ép, ép vô luôn bức, ép vô. Dạ. Ép vô đó là để phục vụ cho khách. Dạ. Khách mà đi cao kê hay đi vô bia ôm này kia. Dạ. Cà phê ôm này kia rồi. Dạ. đâu ra được đâu đừng hại rồi ai được, mà không có kêu cứu được, không kêu cứu được ai. Thì nhiều có nhiều khách ổng đàng hoàng. Dạ. Thì mấy đứa tâm sự thì mới điện cho. Dạ. Hải điện cho Hải là để giải cứu ra. Dạ. Rồi anh giải cứu bằng cách nào anh? Giải cứu là bằng cách là anh em tụi này biết địa điểm thông tin này chỗ đó rồi. Dạ. Thì tụi này đến, tụi này rêu giá đò khách uống nước. Thì khách nước thì tôi đi vô thì thấy bé đó rồi, tôi mới nói là tôi là nhóm nghệ sĩ Nguyễn Hải Bình Dương là đến đây để đưa bé về, bé chưa đến tuổi thành niên mà đưa nó vô đây không được. Về phía gia đình á thì em nghĩ rằng là cần phải có một cái sự quan tâm sâu sát của những bậc làm cha làm mẹ đối với con em của mình. Dạ. Và để hiểu rõ hơn tâm lý của trẻ vị thành niên vì sao lại thường có những cái phản kháng bằng cách là bỏ nhà đi bụi như thế, chúng ta hãy lắng nghe những chuyên gia tâm lý phân tích về điều này nhé.
Vai trò của phụ huynh trong giai đoạn này rất là quan trọng. Tại vì chúng ta biết là ở độ tuổi này là cái độ tuổi các em gặp rất nhiều khủng hoảng. Hay nói thẳng ra là giai đoạn này là các em tuy bên ngoài thì thấy rất là mạnh mẽ, nhưng đây là giai đoạn các em rất dễ tổn thương. Và vì cái sự bồng bột của độ tuổi thì các em nó dễ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Cái sự mâu thuẫn giữa hai thế hệ nó sẽ chênh lệch nhau là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái lối dạy con, ví dụ như là áp đặt ra lệnh rồi sai khiến, thì nó sẽ làm cho đứa trẻ nó cảm giác là nó không có chính kiến riêng, nó không được tôn trọng, thì nó là có xu hướng chống đối chẳng hạn. Và nếu như khi đã chống đối thì chúng ta là không cách dung hòa, chúng ta lại tiếp tục trách phạt, la mắng hay áp đặt, thì nó sẽ càng dẫn xấu cái vấn đề đó hơn. Dạ, đại nghĩa ngày xưa cũng vậy. Có cái chuyện gì đó của gia đình rồi ba mẹ la rầy có một câu hai câu mà mình giận và mình nghĩ bụng chứ là con không muốn sống trong căn nhà này nữa, con muốn bước chân ra khỏi căn nhà này, con muốn được sống tự lập, con muốn là một người tự do. Dạ, nói mạnh miệng ghê lắm anh, nhưng mà thử bỏ ra ngoài đường một bữa một coi, đói bụng không có cái gì ăn là quay ngược trở về nhà liền lập tức. Những cái trường hợp hoặc là những cái tình huống mà anh gặp các em ở bên ngoài, bắt gặp các em lang thang trên đường phố hay là trong một cái việc gì đó để anh có thể thuyết phục các em, đưa các em trở về với gia đình. Người nhà đến nhờ nhóm sĩ Nguyễn Hải tìm bé. Dạ, đúng rồi, là có trường hợp là người nhà đến tận nơi tìm anh, nhờ anh đi tìm giùm. Đi tìm giùm. Dạ. Có lần tụi này lên ở Bình Phước, bé mới có 14 tuổi thôi. Lên Phước là ba mẹ đi kiếm mấy tháng trời, không bán đắt luôn á, bán mảnh đắt đi kiếm. Dạ. Lên truyền hình, lên báo, mặt báo rồi đi kiếm nhiều không được. Thì đến nhờ đến nhóm sĩ trong vòng 4 ngày, anh em sĩ đã lên trên Bình Phước tìm con ở trong quán cà phê Chồi. Thì hỏi ra thì đứa bé được bán 6 triệu ở trong quán cà phê, ba mẹ nó nhìn được khóc quá chừng quá đất. Dạ, mà cảm ơn nhóm bác sĩ nhiều. Dạ, nó là một hình thức mà buôn bán người được còn gì thế anh. Tại vì một cái nhân vật nào đó dụ dỗ một em bé chưa đến tuổi thành niên để bán vào một trong cái quán cà phê hay bất kỳ một cái chỗ nào đó để bóc lột sức lao động và xâm hại tình dục nữa, thì có thể mình quy kết đó là tội phạm hình sự rồi. Ăn thua gia đình của bé. Dạ. Gia đình bé không chịu thưa mà. Gia đình bé sợ xấu hổ. Dạ. Sợ xấu hổ này con em mình mất tương lai nên không dám thưa này kia. Những em bé đó mà khi được đưa trở về lại với gia đình của anh, thì các em bé đó có cảm thấy rằng cái việc ra đi của mình là sai lầm hay không, hay là các em nó vẫn có những cái thái độ khác? Trước khi đưa gia đình lại, tụi này có nói chuyện cho em nghe. Dạ. Vấn đề là mình còn nhỏ, mình ráng lo học hành để có bằng cấp này kia để xin vô công ty hay là cơ quan nhà nước để làm việc thì nó dễ hơn. Trong những cái năm tháng mà anh làm công việc này, cũng như là những cái trường hợp mà anh đã gặp gỡ tiếp xúc để giúp đỡ đó, thì có những cái hình ảnh nào, có những cái khoảnh khắc nào, những cái giây phút nào nó ấn tượng với anh, làm cho anh nhớ mãi hay không? Vừa rồi mình giải cứu ba đứa mới có 15 tuổi thôi, 14 tuổi mới 15 tuổi thôi, ở ngay quán cà phê Chồi á, ở xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Yeah. Nói chung lúc đó mình cảm động thiệt, thấy ba mẹ nó thấy con rồi ôm khóc này kia, mình thấy cảm động mà thấy mình thấy tội nghiệp ba mẹ. Từ ở dưới quê, lúc ở dưới Kiên Giang mà lên đây nhờ đến nhóm hiệp sĩ mà giờ ôm khóc này kia, thấy ba mẹ rồi con, ba đứa bé khóc này kia, nói con bị lừa này kia. Ừ. Nhưng mà không biết dám nói rồi dám báo cáo ai. Dạ. Ở quê đâu tiền đâu, anh hiệp sĩ phải đưa cho tiền về xe này kia, đưa về xe biết. Dạ. Rồi bến xe miền Tây để về, mà giờ là ba đứa giờ cũng học hành ngon lành rồi. Vậy có cái trường hợp nào gia đình nhờ anh đi tìm con em của họ mà đến giờ anh vẫn chưa tìm ra và anh vẫn đau đớn, vẫn trăn trở với điều đó hay không? Có, là một em bé ở quê ở Đồng Tháp, là nhờ cách tìm này được 2 tháng mà chưa tìm được, cũng đau đớn, ngủ ăn ngủ cũng không được, anh em lúc nào cũng sẵn sàng đi tìm. Hiện giờ anh em đang tìm manh mối coi nó ở đâu, nghe nói là ở bên hướng Đồng Nai, mà bây giờ tôi cho mà đồng đội đem qua hướng Đồng Nai tìm rồi. Tức là từ những cái thông tin nhỏ nhất của gia đình cũng đi tìm. Dạ, mình sẽ lần theo những cái manh mối đó và mình tìm, phải không anh? Dạ. Dạ, hy vọng rằng là trong một cái thời gian ngắn nhất, anh sẽ tìm được em bé đó để đưa về cùng với gia đình. Với cái việc làm này của mình, nó gần như là tự phát. Dạ, đúng. Dạ, tức là anh em nghĩa khí với nhau. Dạ. Rồi nhìn thấy những cái chuyện bất bằng ở bên ngoài đường, cầm lòng không có được. Đúng. Dạ, cho nên là quyết tâm gọi là đứng lên làm những cái việc nghĩa hiệp. Mỗi khi mà giúp được một người dân nào đó thì mình thấy người dân có một cử chỉ là cảm ơn, là mình thấy mình hạnh phúc. Dạ. Mình vui rồi.
khi mỗi khi ra đường mà thấy người dân như công nhân có một chiếc xe để đi mà bị cướp chiếc xe đi, là cướp dưới đường, mình thấy nhiều người họ làm ngơ lắm, mình phải truy đuổi bắt bằng được để trả lại chiếc xe cho một công nhân nghèo, xe người ta mua trả góp nữa, để mới mua trả góp được tháng mà chưa trả hết mà bị mất xe, khóc lóc la trên đường, bắt được là mình thấy mình vui, thấy hạnh phúc, trả được một cái tài sản cho người dân mà thấy hạnh phúc rồi. Là những người hiệp sĩ đường phố, theo cái cách gọi thân thương mà mọi người vẫn đặt cho các anh ấy như thế, làm những công việc nghĩa hiệp, không phải chỉ riêng là cái việc săn bắt cướp, giúp đỡ người dân để lấy lại những cái tài sản của mình, mà còn giúp đỡ cho rất nhiều gia đình có những trẻ em bỏ nhà đi bụi vì cái vấn đề tâm lý, như câu chuyện mà hôm nay Đại Nghĩa và anh Thanh Hải đã chia sẻ với tất cả mọi người. Cảm ơn anh Hải ngày hôm nay đã từ Bình Dương lặn lội lên đây để chia sẻ với mọi người những cái câu chuyện thật của chính mình, những câu chuyện mà anh đã trải qua đã giúp đỡ, và cũng xin cảm ơn anh cũng như là những người bạn của anh, những người hiệp sĩ thầm lặng trên đường phố đã làm những công việc nghĩa hiệp mà không phải ai cũng có thể làm để làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn anh rất nhiều và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.